Chào tất cả anh em. Nay thì mình có cái hàng mới. Mình vừa đặt mua một cân trúc Phật bà để chuẩn bị ghép. Nhân tiện thì quay để cho anh em xem. Nhất là các anh em cùng cái đam mê muốn thuần cái dòng trúc Phật bà này. Đây là một cân mọi người ạ. Được cũng khá nhiều, nhưng mà nó có một cái vấn đề này muốn chia sẻ cùng với mọi người, đó là cái hàng nó hơi nhỏ, hàng hơi ngắn để làm giống thì nói chung là chưa đạt yêu cầu lắm. Cái cây này cây dài nhất là khoảng 20 phân đối với cái dòng trúc Phật bà là đã thành công lắm rồi. Thế nhưng mà có điều rằng là những cái thân dài này này, nó không phải là thân tơ đâu, toàn những cái thân già đã ra hoa hết rồi. Đây là hàng rừng. Thế cái thân tơ của nó mới là cái thân mà nó sẽ cho ra cái mầm gốc thế hệ sau. Ví dụ cây này chẳng hạn thì chỉ có mỗi đây này, chừng này 3 đốt này. Trên này dập gãy hỏng, mầm gốc nó đang ra đây. Thế thì nếu mà anh em muốn mua để làm giống về thuần ấy, thì theo mình thì mọi người nên chọn những cái rễ nó to khỏe, chứ đừng tham cái của rẻ giống như này. Cái này có hơn 300 đến 340 một cân bình thường, nhưng mà trúc đẹp thì người ta bán 450, 500, thậm chí là 600, hơn 600 một cân. Thực ra thì cũng không phải là mình thăm rẻ đâu, nhưng mà hôm đó thì cái chỗ nhà vườn ấy người ta cũng hết. Còn vậy thôi thì mình mua nốt về để treo lên chuẩn bị thuần. Ở đây thì mình chưa có xử lý gì cả. Thế và cái dòng này mình sẽ trồng trên chất liệu dớn. Đấy, giá thể là dớn vụn và bảng dớn. Mình đã ngâm ở đây rồi. Đây, khi nào ghép thì sẽ quay để chia sẻ cùng với anh em để chúng ta cùng trao đổi kinh nghiệm. Thuần cái dòng hoàng thảo cũng tương đối là khó tính này. Đây, u lồi khó tính nhưng mà mình cũng đã thuần được rồi. Còn thì cái trúc Phật bà này cũng đã có một cái giò mình đã thử, và nó cũng hiện nay nó vẫn còn sống nhưng mà nó không được là khỏe mạnh lắm. Đấy, do nhiều yếu tố thì bây giờ thì mình sẽ lại bắt đầu tiếp tục để chia sẻ cùng với mọi người, tiếp tục đưa cái loại lan đẹp này về với thành phố. Thế mọi người nên mua cái giống một cân khoảng là 2-3 rễ này thôi, thì bảo đảm rằng là cây sau, thế hệ sau nó sẽ rất là khỏe. Ở đây thì mình nó tính ra là nó được nhiều gốc, nhưng có cái là chất lượng của nó sẽ không được ok lắm. Đấy, những cái cây bé tí ti này lên không bao giờ có cái mầm gốc mập mạp được. Đấy, ngày xưa các cụ thì là nhất nước nhì phân thôi, nhưng bây giờ chúng ta phải đặt cái yếu tố giống lên hàng đầu. Con giống nó phải khỏe mạnh, phải tốt thì nó mới có thể là phát triển được. Và nhất là mình đưa về cái môi trường khắc nghiệt này thì yêu cầu là phải cây nó phải có đầy đủ sức sống, đầy đủ cái chất dinh dưỡng để là nó có thể là cho ra những cái mầm có thể chịu được với cái điều kiện không thuận lợi như ở thành phố. U lồi đây nha mọi người nhá, u lồi vẫn là ok, giờ nó đã ra mầm như này rồi, còn cái thân này cũng đang nhú nụ. Đấy, một vài chia sẻ anh em như vậy. Nếu anh em nào cũng muốn thuần cái dòng trúc này thì theo mình là anh em lưu ý đến cái yếu tố giống. Đấy, mua cái giống nó tốt. Và chúng ta thời điểm này mua về là hợp lý rồi. Đang mùa nghỉ thì về cho nó quen với môi trường ở vườn mình đi, xong thì là ghép lên Tết để chúng ta được xem hoa. Hoa loại này thì nó rất là cuốn hút, rất thơm, cây nó rất đặc biệt. Đấy, mong là sẽ có nhiều cái chia sẻ của anh em đã thuần được cái dòng hoàng thảo này để chúng ta cùng học tập.
À, xin có một vài chia sẻ với anh em như vậy. Cảm ơn tất cả mọi người.